Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, dự báo giá heo hơi ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 tiếp tục giữ đà tăng nhẹ, giá heo hơi miền Nam đang có xu hướng tăng mạnh. Công ty CP điều chỉnh giá bán ra sắp đạt 60.000 đồng trên kg. Sau khi điều chỉnh tăng giá heo hơi tại miền Bắc, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục tăng giá heo thịt bán ra tại các tỉnh phía Nam, tạo đà cho đợt tăng mới. Giá heo hơi miền Bắc Giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc có chuyển biến tích cực sau khi công ty cổ phần miền Bắc tăng giá, mức 54.000 đến 55.000 đồng trên kg xuất hiện nhiều hơn những ngày trước đó. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, phổ biến trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang Thái Nguyên, Bắc Giang cũng tăng nhẹ lên 49.000 đến 53.000 đồng trên kg, cũng có địa phương đã xuất hiện mức giá 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại các tỉnh thành vùng cao chưa tăng, hầu hết các tỉnh giữ nguyên mức giá từ hơn 2 tuần qua. Cụ thể, Hòa Bình 48.000 đến 53.000 đồng trên kg, Sơn La 49.000 đến 54.000 đồng trên kg, Lai Châu, Điện Biên 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai là 52.000 đến 53.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên cũng bắt đầu tăng nhẹ. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại một số địa phương thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ghi nhận mức giá 55.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, mức phổ biến trong vùng vẫn là 48.000 đến 54.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ghi nhận giá giao động quanh ngưỡng 50.000 đồng trên kg khu vực Nam Trung Bộ giá heo giữ nguyên. Tại Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi ở mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định từ 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai, Con Tum giữ trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo tại các tỉnh phía Nam có thể tăng trong những ngày tới các doanh nghiệp chăn nuôi lớn điều chỉnh tăng giá heo thịt bán ra. Mức giá cao nhất từ các trại của công ty CP miền Nam đã lên đến 58.000 đồng trên kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ chưa ghi nhận biến động. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu Hậu Giang giá heo duy trì ở mức 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Cần Thơ 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang quanh mức 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh Quảng Ninh không phát sinh gia súc, gia cầm ốm, chết và buộc phải tiêu hủy do mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện, có 4 địa phương gồm Đông Triều, Vân Đồn, Bình Liêu và Hải Hà đã tiêm phòng một số loại vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm các địa phương đã cấp phát và sử dụng 2.340 lít hóa chất 1.500 kg vôi bột thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường tại các hộ chăn nuôi, chợ kinh doanh, khu giết mổ gia súc, gia cầm, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh không phát hiện các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho 187 lô gia súc, gia cầm và thủy sản xuất bán ngoại tỉnh doanh nghiệp lớn đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học masan cp việt nam thành đô là những doanh nghiệp lớn đã đầu tư tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học công nghệ cao vào nghệ an trong những năm qua số đông chuyên gia đánh giá ngành chăn nuôi nghệ an đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung từng bước chuyển từ vùng đồng bằng nơi có mật độ dân số cao lên khu vực miền núi nơi mật độ dân số thấp lại có quỹ đất rộng vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại hạn chế nguy cơ tác động môi trường. Kết quả mang lại cho thấy sự khác biệt, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Nghệ An liên tục tăng qua các năm, năm 2021 đạt 5,76%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá, năm 2021 đạt 47,94%. Qua đó đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp. Trung Quốc giảm nhập khẩu thịt heo theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, ước tính nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong năm 2022 giảm xuống còn 3,3 triệu tấn, do cạnh tranh từ thịt heo trong nước giá rẻ và do thuế nhập khẩu thịt heo tăng từ 8% lên 12%, trong bối cảnh triển vọng kinh tế kém lạc quan và tiếp tục bị hạn chế do Covid-19. Năm 2022, sản lượng thịt heo của Trung Quốc ước đạt 50 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021, do sản lượng heo hơi và lượng heo giết mổ tăng. Theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 386 triệu đô la Mỹ thịt heo, khoảng 289.000 tấn, tăng 15,6% về giá trị và 25,8% về lượng so với năm 2020. Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu trên 23.900 tấn thịt heo, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021. Thịt heo được nhập khẩu chủ yếu ở Brazil, tiếp đó là Nga, Đức, Hà Lan, Canada. Ngành chăn nuôi vượt khó. Theo phó cục trưởng chăn nuôi Tống Xuân Trinh, ngành chăn nuôi heo hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng nông sản. Ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do chi phí sản xuất, vận chuyển, cung ứng thực phẩm tăng cao lợi nhuận người chăn nuôi giảm mạnh dịch tả heo châu phi vẫn xảy ra ở nhiều địa phương chăn nuôi an toàn sinh học trong các cơ sở chăn nuôi heo vẫn chưa bảo đảm dẫn đến dịch bệnh xảy ra phức tạp nhất là ở các trang trại quy mô nhỏ và nông hộ nếu không cải thiện về chăn nuôi an toàn sinh học không nâng cao trình độ về kiểm soát dịch bệnh tổng đàn heo sẽ biến động mạnh gây mất cân đối cung cầu và khủng hoảng thiếu hoặc khủng hoảng thừa trong tương lai để khắc phục những bất cập này thúc đẩy ngành chăn nuôi heo phát triển ổn định Cục trưởng chăn nuôi Dương Tất Thắng cho rằng cần thực hiện ngay một số biện pháp như triển khai giả soát quy mô đàn heo, đánh giá chất lượng, năng suất đàn heo nái theo điều kiện của từng địa phương để tổ chức chỉ đạo sản xuất phù hợp chiến lược phát triển chăn nuôi và quy hoạch kinh tế xã hội của từng tỉnh, thành phố, từng vùng sinh thái. Báo cáo của Cục chăn nuôi cũng chỉ rõ, nguyên nhân của việc liên tiếp tăng giá bán là do nguyên liệu tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và mới đây là căng thẳng Nga, Ukraine làm thiếu hụt nguồn cung. Dự báo của cục chăn nuôi, mức cao sẽ duy trì và còn tăng đến hết năm 2022 do Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Theo thống kê, ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cần trên 33 triệu tấn nguyên liệu thức ăn tinh để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp trong năm 2021, con số này được dự báo tiếp tục tăng lên trong năm 2022. Trước đà tăng giá phi mã của giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, rất nhiều giải pháp được đưa ra như giảm thuế nhập khẩu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thậm chí, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức tiếp còn kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi luôn có sẵn nguồn hàng nhập khẩu từ trước đó thì đừng vội tăng giá, phải chia sẻ gánh nặng này với người nông dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới tiếp tục tăng cao so với cuối năm 2021. Trong đó, giá dầu đậu nành tăng khoảng 22%, đậu nành tăng khoảng 21%, khô đậu nành tăng khoảng 16% bắp tăng khoảng 9%, dẫn tới giá thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản thành phẩm cũng tăng từ 3 đến 13%. Hiện, nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vào khoảng 28 đến 30 triệu tấn năm, trong khi 85% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Trong năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 10 triệu tấn ngô, 2 triệu tấn đậu tương, tăng cả khối lượng lẫn giá, đưa nhóm sản phẩm chăn nuôi nhập siêu 2,96 tỷ đô la Mỹ chính vì thế biến động giá nông sản thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ cấu chi phí của ngành chăn nuôi trong nước theo thống kê của tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 80.000 con heo tốc độ tái đàn của người dân rất chậm từ sau tết nguyên đán nhâm dần năm 2022 đến nay nguyên nhân chi phí đầu tư chăn nuôi ngày càng cao nhưng giá bán heo thịt lại thấp nên người chăn nuôi bị thua lỗ bên cạnh đó Bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng khiến người dân không mặn mà với việc tái đàn. Tại huyện Tân Hưng, mặc dù từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi không xuất hiện nhưng người dân vẫn ngại tái đàn. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, hiện toàn huyện có khoảng 260 hộ chăn nuôi với khoảng 5.400 con heo các loại. Trong đó, đa số là các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ, có quy mô chăn nuôi từ 50 con trở xuống. Thời gian qua, Người dân ngại tái đàn do lo ngại dịch bệnh và thiếu vốn. Doanh nghiệp lớn đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học. Số đông chuyên gia đánh giá, ngành chăn nuôi Nghệ An đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung. Từng bước chuyển từ vùng đồng bằng, nơi có mật độ dân số cao lên khu vực miền núi, nơi mật độ dân số thấp lại có quỹ đất rộng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại hạn chế nguy cơ tác động môi trường. Kết quả mang lại cho thấy sự khác biệt, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Nghệ An liên tục tăng qua các năm, năm 2021 đạt 5,76%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá, năm 2021 đạt 47,94%. Qua đó đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các doanh nghiệp không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi diễn ra ngày 18 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp sản xuất không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Trước mỗi khó khăn, thách thức thì hệ sinh thái nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân cần gắn bó, chia sẻ với nhau để tạo sức mạnh chung. Rất mong các doanh nghiệp không vội tăng giá để chia sẻ cùng người chăn nuôi. Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi đang đối diện với rất nhiều khó khăn nhất là giá các loại vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi không tăng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có vaccine đặc trị, gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất, gián đoạn đà tăng trưởng chăn nuôi của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo